Chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Hoài An Audio. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay Hoài An Audio sẽ giới thiệu tất cả các bác một siêu phẩm cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đó là dòng đẩy phanh LA, đó là công nghệ thương hiệu của Mỹ. Đấy, cho anh em xem nhá. Thương hiệu Mỹ này, Prom USA này, cực kỳ chất đối với dòng đẩy LA này. Thực sự tất cả các bác nó bù áp cực kỳ lớn. Đấy, rất là chất nha. Mạch LA thì trên thị trường anh em bán với cái giá cực kỳ đắt, nhưng ngày hôm nay Hoài An Audio sẽ có một cái giá cực kỳ tốt cho cả các bác. Đây là dòng đẩy phăng nhá, của LA400 thì các bác biết rồi. Riêng con đẩy này nó là 750W một kênh. 750W một kênh, đây nguồn đẩy tay này. Các bác nhìn chưa, mạch LA này. Đấy, tụ tất cả của nó nguyên zin nhá. Ok chưa ạ, tụ 10.000mi nhá. Con này chạy 20 sò. Và các bác nhìn đẩy cái này, tất cả nó tăng cấp bù áp của dòng LA này cực kỳ là gấu luôn này. Các bác nhìn thấy rõ chưa ạ, 4 cấp bù áp của LA cực kỳ là chất lượng luôn. Cho lên đạt của nó đến 600W, nhưng bù áp nó lên tận 750W một kênh. Thực sự các bác, nếu các bác đánh một đôi full 30, một đôi là làm bát 25 thì em bao các bác khẳng định là cực kỳ là hay luôn. Và rất là, nhất là chất lượng của dòng mạch LA này, em bao các bác cam kết tiếng cực kỳ hay luôn. Ok, các bác đang xem video thì cho Hoài An Audio xin lúc này nhá. Các bác đang xem video cho em xin lúc này nhá. Đây, một siêu phẩm ngày hôm nay em lọc ra, em đã phải kén chọn cực kỳ đẹp để lên video cho các bác này. Phải sử dụng bàn xoay cho các bác chiêm ngưỡng một chiếc đẩy của LA400 này. Các bác nhìn này, đẩy phăng LA400 nó là công nghệ thương hiệu của Mỹ nhá. Đây, thì nó ra sao thì em giới thiệu cho các bác xem đây. Đẹp chưa? Rồi, quá đẹp luôn. Một con đẩy mà nó đẹp đến từng chi tiết như thế này. Thực sự các bác, đây, tích logo này, Prom này, USA này, Made in này. Dòng đẩy này nhá, tất cả cầu loa đằng sau này, rắc trích này. Riêng con này nhá, có đánh từ 4 ohm đến 8 ohm. Riêng dòng LA, bởi vì nó bù áp rồi. Có Red Group này, đánh từ 1.5V đến 0.75V này. Và chế độ đánh low và pass này. Bright này, Bright là đánh chập cầu này, mono site này. Jack input link ABB này. Tất cả hàng em bao zin, bao đẹp từng chi tiết. Đấy, chi tiết hay không thì em đã quay chi tiết này. Tại vì sao hôm nay em phải dùng bàn xoay cho các bác xem chi tiết từng con đẩy này. Thực sự rất đẹp nhá. Thực sự rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn chưa, LA3500 này. Đấy, con này tên thương hiệu nó LA400 đẩy phăng, đó là công nghệ thương hiệu của Mỹ nhá. Dòng này bên ngoài thị trường anh em đang bán với giá 4.500.000. Đấy, thực sự với tất cả các bác đi hỏi tất cả dòng đẩy LA, nếu bác nào là fan cứng của dòng đẩy mạch LA thì các bác có thể comment số 1 giúp em. Thì ngày hôm nay bao zin tất cả các bác đẹp đây. Các bác đẹp toàn diện chưa? Mặt phanh nhôm màu trắng đẹp, rất là đẹp nhá. Đây, chi tiết các bác nhìn kỹ này. Thực sự một con đẹp này các bác nào phải thực sự chốt nhanh nhá, chơi một tìm được một con đẩy bãi mà nó đẹp tầm 90-92% như này và chất lượng như này, và trong tầm giá ngày hôm nay Hoài An Audio sẽ báo giá cực kỳ tốt cho tất cả các bác. Thì các bác đang xem video thì các bác ủng hộ cho em xin lúc này nhá. Và các bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh đỏ phía dưới. Thực sự là em lâu lắm em nhìn thấy một con đẩy LA400 nó đẹp như thế này. Thực sự rất đẹp. Cho anh mượn cái lắp đi. Cái lắp trong cùng rồi. Và cho các bác xem cả cái lắp của nó thôi. Cực kỳ đẹp luôn. Lắp bên trong. Đây, các bác nhìn nhá. Cái tường, cái lắp của nó này, sơn sần này, rất là đẹp luôn. Thực sự em nói thật sự các bác là quá đẹp. Quá đẹp. Đây, nguồn của nó đồng 100% nhá. Riêng dòng đẩy mạch LA này em bao cam kết các bác, nó là công nghệ thương hiệu của Mỹ. Và tất cả em bao các bác đánh một đôi full 30, một đôi là bát 25 thoải mái nhá. Giá con đẩy này em báo sốc cho các bác này. Tờ giấy đâu nhỉ? Em báo sốc cho các bác nhá. Ngày hôm nay nhá. Không cần tạo kiện đấy nữa. Đây. Em báo cho các bác này. Giá cực kỳ tốt cho ngày hôm nay nhá. Giá con đẩy này em báo cho các bác giá cực kỳ tốt này. Bình thường bên ngoài con đẩy là mạch LA400 này anh em đã bán với giá 4.500.000, nhưng ngày hôm nay Hoài An Audio sẽ bán cho các bác một cái giá cực tốt này. Các bác chuẩn bị nhắn tin và chốt nhanh thật qua số điện thoại 0352 910 9. Và mọi chi tiết thì em đã giới thiệu các bác chi tiết rất rõ rồi. Bao zin từng con ốc từng chi tiết một. Đây các bác nhìn chi tiết, tại vì sao em dùng con trỏ con xoay để xoay cho các bác như này. Các bác trải nghiệm kiểm ngâm này, kiểm tra này, cực kỳ là chất lượng luôn. Đối với dòng mạch LA này, hàng bao zin bao đẹp, bảo hành tất cả 5 tháng cho các bác này. Chốt nhắn tin qua số điện thoại này, 3.700.000 em bao ship nhá. 0352 910 9 này, 0352 910 9. Các bác nào chốt đẩy nhanh nhá, 0352 910 9, chốt 3.700.000. Nhắn tin cú pháp chốt đẩy LA400, nhắn tin qua số điện thoại này cho em giúp em, hoặc Zalo nhá,
Còn mọi chi tiết thắc mắc thì các bác có thể là qua Zalo, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho tất cả các bác. Thì mấy ngày vừa qua thì cũng là khản hết về tiếng rồi, mình cũng đóng hàng cho các bác rất là nhiều. Thực sự là em lên hàng nào là hết hàng đấy. Thực sự là các bác như vậy, lên hàng nào là hết hàng đấy. Nên em đã sưu tầm được một con đẩy LA400, toàn sưu tầm những hàng đẹp để cho các bác chơi này. Một con đẩy phăng nhá, LA400 này, công nghệ thương hiệu của Mỹ. Đây cho các bác nhìn chi tiết này, được chưa? Đấy, Technology này, Chrome USA này, Made in này, tất cả đầy đủ các chức năng của nó. Bởi vì sao riêng dòng đẩy LA nó cũng có chế độ 4 ohm và 8 ohm. Đấy, jack trích này, jack cầu loa này. Đây các bác nhìn đẹp, đẹp thực sự là quá đẹp. Từ đây nguồn đồng đến bao đồng 100%. Quay chi tiết lại một lần nữa cho các bác nhìn nha. Các bác ủng hộ cho em xin hôm nay nhá. Các bác chiêm ngưỡng xem nó có đẹp hay không thì các bác chốt nhanh qua số điện thoại cho em nhá. LA400 này, quay từ từ này. Đấy, chi tiết này, đẹp này. Em đã vệ sinh rất sạch sẽ cho các bác rồi. Tiếng của nó hay lắm, mạch nó A nó khỏe, nó bù áp, tiếng hay cực kỳ hay luôn. Mạch tiếng mềm nhũn luôn. Nếu mạch nó A nó là dòng mạch thương hiệu nổi tiếng từ bao năm nay rồi. Đấy, và mạch nó A nổi tiếng là bán rất là đắt và nhập rất là đắt. 0352910099, các bác chốt nhanh con đẩy này 3.700.000 nhá. Các bác nghe rõ này, các bác xem phải xem hết video nhá, các bác đừng có tua nhá. Các bác xem hết video thì các bác mới biết được cái chất lượng và cũng như là về cái chức năng như nào em giới thiệu chi tiết thì các bác không, các bác xem, các bác chỉ tua đến thôi thì các bác không hiểu rõ là con đẩy nó như nào cả. Em giới thiệu lại một chút nhá. Đây là con đẩy mạch LA400, công nghệ thương hiệu của Mỹ, đẹp 90%. Thực sự các bác, đây là một con đẩy 750W một kênh, bao các bác đánh một đôi full 30, một đôi loa làm bass 25, cực kỳ là căng nét luôn. Và con đẩy này chạy 20 sò, các bác đừng có tính những sò nhá. Sò của mạch LA này nó khỏe lắm đấy, sò Toshiba, nhưng nó có 4 cấp bù áp này, các bác nhìn chưa, 4 cấp bù áp này, riêng mạch LA cực kỳ khỏe luôn. Bây giờ công đẩy công nghệ đời mới, người ta không ai tính bằng sò nhiều, cứ phải không phải nhiều sò là khỏe đâu, các bác nên nhớ như vậy. Tại sao con đẩy B3 nó 800W nhưng nó chỉ có mấy con sò phết thôi đấy, các bác này hiểu như vậy. Đây em quay trực tiếp chi tiết này lên đĩa mâm đĩa thớt để cho các bác này băm luôn con đẩy này 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 nhá. 3.700.000, các bác chốt nhanh nhắn tin qua số điện thoại 0352910099 nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video, rất mong muốn là các bác nào may mắn sẽ chọn được con đẩy này nhá.